nghiệp đang là vấn đề nhức nhối của sinh viên sau khi ra trường. Đây không chỉ là thách thức đối với các nhà quản lý, sinh viên mới ra trường, mà còn là thách thức vô cùng to lớn đối với các đơn vị đào tạo trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Chăn trở với thách thức này, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã tìm ra hướng đi mới cho sinh viên sau khi ra trường, đảm bảo sinh viên sau khi ra trường có thể làm được việc phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Và quan trọng hơn, nhà trường ký cam kết 100% sinh viên ra trường đều có việc làm với mức lương ổn định từ 5 triệu đến 15 triệu đồng một tháng. Ngay từ khi thành lập, trường đã thực hiện ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng với các doanh nghiệp, nên ngay trong quá trình học, sinh viên có nhiều địa điểm lý tưởng để thực tập hoặc làm thêm. Khi đã tốt nghiệp, đây cũng là những doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận sinh viên vào làm việc. Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam là một trong những trường đào tạo đa ngành nghề. Trong đó, trường xác định trong quá trình đào tạo là trường luôn luôn gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp để trong quá trình học tập, học sinh, sinh viên của nhà trường được thực hành, thực tập, thực tế theo mô hình phát triển của các doanh nghiệp để đáp ứng được nguồn nhân lực sau khi đào tạo, sinh viên tốt nghiệp tại trường có thể là làm được việc ngay theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Hiện tại năm 2017 thì nhà trường đang tuyển sinh 12 mã ngành nghề, trong đó nhà trường có một số mã ngành nghề là đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp và cam kết sinh viên học xong những mã ngành nghề đó thì được bố trí 100% công việc làm theo cái yêu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam có thời lượng thực hành chiếm đa số, thực hành trong từng môn học giúp sinh viên ứng dụng ngay kiến thức vào thực tế. Giảng viên của trường không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn có nhiều năm kinh nghiệm giữ các vị trí quản lý. Trong những bài giảng trên lớp, thầy cô luôn lồng ghép vào thực tế nghề nghiệp sinh động, không đóng khung chương trình học tại trường. Những hoạt động học tập thực tế tại doanh nghiệp thường xuyên được tổ chức để sinh viên có nhiều cơ hội làm quen với môi trường làm việc sau này. Em thấy Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam có sự đào tạo rất là tốt. Về đội ngũ giáo viên thì rất là nhiệt tình, có chuyên môn tốt và rất là tâm huyết với học sinh ạ. Còn về trang thiết bị nhà trường thì rất là đầy đủ. Ngoài bọn em ngoài được học lý thuyết ra thì còn được thực hành với thực hành rất là bài bản và sinh động. Bọn em còn được các thầy cô tạo điều kiện cho đi thực tế ở các hiệu thuốc với bệnh viện lớn ở Hà Nội. Không, em không lo gì ạ. Tại vì trước khi vào học thì em cũng tìm hiểu kỹ rồi và nhà trường cũng cam kết là 100% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ạ. Em đã được thực hành trong trường các cơ sở điều dưỡng, cơ sở 1, cơ sở 2 và biết được các kỹ thuật của người điều dưỡng trong thực tế và trong bệnh viện. Nhà trường tạo điều kiện rất tốt cho chúng em thực hành ở các cơ sở bệnh viện như là bệnh viện 198 bộ của Bộ Công an ạ, bộ bệnh viện của quân đội trong 105 ở dưới Sơn Tây ạ. Phương thức đào tạo tại trường em là chúng em được học lý thuyết xong cái là chúng em được thực hành luôn nên là rất là thuận lợi cho việc học và việc sau này chúng em ra làm ngoài các môi trường khác. Trong quá trình đi thực tập ở các bệnh viện thì chúng em cũng mới đầu thì có chút bỡ ngỡ nhưng mà chúng em thấy rất là bình thường ạ. Sau rồi chúng em thấy rất là bình thường vì các kiến thức đó đều được các thầy cô giáo trong trường giảng dạy chúng em rất là kỹ. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thi tay nghề, các hoạt động học thuật là những sự kiện ngoài chương trình đào tạo giúp sinh viên cọ sát nghề nghiệp. Trong quá trình đào tạo, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thấy được điểm yếu lớn của lao động nước ta là kỹ năng mềm và khả năng làm việc thực tế. Bởi vậy, ở trường, cho sinh viên được hoàn thiện hầu hết kỹ năng mềm cần có, ngay cả những kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, kỹ năng của người quản lý, tổ chức. Cơ sở thực hành chúng tôi ngoài cái cơ sở, các phòng ốc thực tập ở trường, thì chúng tôi đã ký kết với các bệnh viện. Và trước khi đi bệnh viện thì học sinh phải học ở trường đã để biết đến bệnh viện vì bây giờ cái nhu cầu ở viện là quá tải và nhiều lớp học sinh. Thì chúng tôi đã liên hệ, nhà trường đã liên hệ ký với một số bệnh viện, ví dụ như là bệnh viện 198. Ví dụ như là bệnh viện của Viện Y học cổ truyền, trường chúng tôi xây dựng với các bệnh viện, tức là phải có bản cam kết, phải có hướng dẫn và chúng tôi đặt ra mục tiêu là mỗi học sinh đi viện thì sẽ phải được thực hành bao nhiêu kỹ thuật, đi từng chuyên ngành một, đến phòng bệnh thì
thì chúng tôi cùng với bệnh viện phải làm công tác tư tưởng cho học sinh. Vì đối tượng của chúng ta bây giờ xã hội hóa, bệnh nhân là khách hàng, cho nên từ cái thái độ, phải không ạ? Anh muốn làm phải làm thành thạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là phải coi bệnh nhân như người thân của mình. Hiện nay trường Cao đẳng Công thương Việt Nam còn dành chỉ tiêu tuyển sinh và chương trình học ngắn hạn cho các em học sinh không đủ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông với các ngành mà các em lựa chọn. Các ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế, hướng đến tự do dịch chuyển lao động trong khu vực ASEAN và hội nhập thị trường lao động quốc tế. Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam là trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với giải quyết việc làm cho sinh viên. Với cam kết bằng hợp đồng, 100% học sinh, sinh viên ra trường đều có việc làm ổn định. Những năm học vừa qua, theo thống kê của cơ quan chuyên trách của trường cho biết, trên 90% sinh viên có việc làm ổn định ngay khi ra trường với mức lương cao từ 6 đến 15 triệu đồng một tháng, được các doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao.